Dịch COVID-19 về cơ bản đã được kiểm soát tốt tại nước ta. Tuy nhiên, nhiều người lao động cả nước nói chung và tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng vẫn đang gặp khó khăn. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã xem xét đề xuất bổ sung gói hỗ trợ 27 tỷ đồng cho khoảng 27.000 lao động tự do. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hỗ trợ những người thuộc diện tự do, không được đào tạo chuyên môn kỹ thuật, việc làm bấp bênh, thu nhập thấp, như lao động tại các tụ điểm vui chơi, giải trí, sân khấu, rạp chiếu phim, làm việc tại bến xe, làm thuê tại các hộ kinh doanh vận tải hành khách công cộng. Người lao động tự do được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện, không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức dưới 3 triệu đồng một người một tháng, cư trú hợp pháp tại địa phương. Dự kiến, gói hỗ trợ này sẽ hỗ trợ trực tiếp khoảng 27.000 người với kinh phí dự kiến là 27 tỷ đồng.